Đấy, con ba ba nó nổi kìa, con ba ba nó nổi này. Có chứ ba ba bẩn cho đầy cái dép nó đấy, nước của bảng con này. Đâu, nó chim nó lặn mất rồi. Ba ba nó lặn mất rồi. Kìa kìa, ok, kìa, đâu, mất rồi. À, con ba ba đây này. Im đi ha, im bác xem nè. Nó lặn rồi, phải buổi sáng sớm cơ, nó vừa lặn mất rồi. Con ba ba to luôn. Con rùa đâu, con rùa. Ba rùa đâu. Đấy, cá đấy. Đấy, cá đấy. Con ba ba, buổi sáng, buổi chiều nó mới ngoi lên. Sáng sớm cơ. Con nghịch cái gì đấy? Hả? À? Con nghịch cái gì đấy? Đấy, hôm qua nước nó mưa to rồi, cái cá kìa. Úi giời, cá nó giữa ao kìa, nó đang ngoi lên này kìa. Đó. Cá bơi rất nhiều luôn, nó nổi lên đấy. Đấy. Rất nhiều cá nha. À, con cá hơi ác đấy. Đây, đây là ba đi chợ này, ba dầm buổi sáng này, hôm qua mưa này, nó nước nó về này, nước sông nó ngập này, sông đáy nó ngập vào một cá chép rồi này. Đó, nhiều không? Xuống nó bẩn cho ngã con. Tít, miu, bẩn nào con. Bẩn con à? À, tít đi vào học đi con. Cái con ba ba nó ăn gì? Con ba ba nó ăn gì hả? À? Nó ăn những con xác chết của những con động vật. Vật gì? Ví dụ con gà chết này, những con gì chết vứt xuống ao nó thối không, nó phân hủy là con ba ba nó sẽ ăn. Cá này vẫn sống à? Tít biết con cá này là cá gì không? Không, cá chép. Đúng rồi, em Miu hơi giỏi luôn, cá chép ạ. Nhưng mà con cá này còn sống không? Hả? Cá này còn sống không? Nó đang sống đấy mà. Thế sao không để chúng phi? Thì mình mua về mình ăn mà này. Không ăn đâu. Sao không ăn đâu? Cho con hai con con nuôi. Nuôi thì mà nuôi. Cá này nuôi làm sao được mà nuôi. Hả? Đổ cho con. Đổ và tanh và đi học. Chị Hiền đang ngồi trong nhà kìa. Díu gì? Không thả được vào đấy, tanh của bà. Đây này nhuốm đó, con hồ nó nhảy mất đấy. Đây bao. Ôi ưa đây này, kể đấy. Rửa tay. Ta rửa tay ngay. Bác đang quay cho lên YouTube thì các bạn nhỏ xem nhá. Anh Tít đang chơi này. Anh Chớt đang chơi dại này. Đấy. Giờ xem đàn gà của ba này này. Miu ơi. Giờ xem đàn gà của ba này. Đấy. Gà của con ở đâu? Đây. Khế rất là nhiều khế đây này. Đấy, khế chĩu quả đây này. Khế ngọt này. À, bằng Tuyết. Tuyết ơi, cho ba cái gì này? Hả? Hả? Ba làm gì? Muối à? Mua muối cho ba à? Đây. Bà Tuyết này, bà Hương đi làm à? Bà Hương đi làm à? Bà Hiếu bà mất đi chưa? Mất rồi. Rất là nhiều bưởi này.
rồi. Bây giờ ngập thế kia thì lấy đâu chỗ trôn? Đang Covid nên đang ngập thế kia thì lấy đâu chỗ trôn? Hả? Đang ngập thế kia thì lấy đâu chỗ trôn? Nó gạo chứ ngập út vẳng lên đi một điều vừa chưa. Chanh thì ngập rồi. Ngập à? Chanh ngập à? Ừ. Đó chỉ trôn nông giáp thôi. Giáp thì ngon, trôn nát được. Thế. Đốt bây giờ Covid phải xin xác nhận đầy đủ mới tập cho đi. Hôm nào Covid nặng đấy, nó cắt đi tiêu được nè. Hôm nào vì Covid nặng ấy, hôm nay tôi xuống tôi xin xác nhận để đi chợ. Thế tôi thấy cái nhà ở dưới nhà nó bảo là đi đấy mà, đi tiêu mà. Phải đi xin xác nhận. Đàn gà của ba này. Đấy, con kỳ cái này thôi là chẳng là lạ này. Ông ba chân này rất là gà này, gà này là gà lồng cảo này. Chân này sushi này. Đấy. To luôn đây này. Đấy, gà ngủ cây này. Đuối, bay lên cây này. Bay lên cây này. Gà này bay lên cây này. Ôi giời. Mẹ mấy con gà kia nó bay sang bên nhà chú Lương không? Nó đang đứng ở trên tường. Nhiều này. Này. Và rất nhiều luôn này. Và rất nhiều bưởi nhiều khế này. Về cắt cánh. Ba từ gan. Từ gan này. Nó bay lên rồi đấy, có sao bên kia.